Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Tổng Bí thư nói gì sau vụ kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long? Ngày 23 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp tục cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 3. Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng chia sẻ về việc kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long qua vụ sai phạm trong Kites Việt Á. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang gồng mình chống dịch, có những người hy sinh tính mạng để đổi lấy sức khỏe cho cộng đồng thì lại có xuất hiện những bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất đến cùng cực. Vì đồng tiền mà bất chấp, vô cảm với mất mát của đồng bào. Trong số đó có cả những người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ. Từ vụ án cụm cán liên quan đến công ty Việt Á, chúng ta có thể nhìn lại hai con sâu đầu đàn dẫn đến căn nguyên cho những sai phạm đình đám như hai ủy viên trung ương là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ban Bí thư cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 6, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị căn cứ nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã tiến hành họp bất thường và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với hai ủy viên Trung ương là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, quy trình bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh được thực hiện ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ người đứng đầu chính quyền thủ đô ra khỏi đảng trong chiều ngày 6 tháng 6. Ông Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ đứng đầu chính quyền Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. Thời điểm đó, ông Chu Ngọc Anh gây chú ý với phát ngôn: "Nếu địa bàn Hà Nội mà bung, mà toan, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm." Trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Chính trị xác định ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2022, sau gần 2 năm ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp cuối tháng 3, ông Chu Ngọc Anh có vi phạm liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á. Khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh là người phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và GISTAM-RT-PCR, phát hiện chủng virus corona mới năm 2019.
Bộ Công an cho biết có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Khoa học và Công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành. Việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 với công ty Việt Á tại Bộ Y tế. Cùng với sai phạm của ông Trương Ngọc Anh thì còn có sự có mặt của ông Nguyễn Thành Long. Ông Nguyễn Thanh Long hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Thanh Long bị xác định là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Long cũng đang trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, chức vụ do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Theo luật tổ chức Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình việc miễn nhiệm cách chức vụ Bộ trưởng. Bộ Chính trị kết luận ông Nguyễn Thanh Long cũng giống ông Trung Ngọc Anh là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng Bộ Y tế. Ông Nguyễn Thanh Long chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Y tế đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Hành vi của ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Nói về việc kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long, sáng ngày 23 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 3. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở quận Ba Đình và 55 điểm cầu tại quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng và các phường với hơn 1.200 cử tri tham gia. Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình với nhiều giải pháp về kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai và đồng tình cao việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Cử tri cho rằng việc này giúp đảm bảo công tác phòng chống tiêu cực luôn có tai mắt của nhân dân, giúp phát hiện và xử lý kịp thời đúng đối tượng có hành vi tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, các ý kiến cử tri cũng đánh giá cao công tác điều hành linh hoạt tại kỳ họp thứ 3, ghi nhận các nội dung chất vấn, tranh luận đã đi thẳng, trọng tâm, ngắn gọn, phản ánh sát thực tế đời sống và nguyện vọng nhân dân, và mong muốn các vấn đề đã được thảo luận tại Quốc hội. Cùng những lời hứa sẽ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị đứng đầu các bộ ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, tạo ra các chuyển biến tích cực. Cử tri cũng đã đề nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan như môn học lịch sử phải là môn học bắt buộc, bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa, chấn chỉnh việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, v.v. Sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị cử tri nêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trao đổi với cử tri. Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý tiêu cực, vừa qua Quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long và xử lý ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đây, công tác ở Bộ Khoa học và Công nghệ do liên quan đến công ty Việt Á.
Tổng Bí thư khẳng định lại tinh thần trong công tác phòng chống tham nhũng rất kiên trì, rất nhân văn, có lý, có tình và rất có bài bản, hết sức thuyết phục. Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị thảo luận rất kỹ và 100% đã bỏ phiếu yêu cầu kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng. Ngày hôm sau, triệu tập hội nghị Trung ương bất thường, Ban Chỉ huy Trung ương họp, thảo luận và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị. Ban Chỉ huy Trung ương cũng bỏ phiếu gần như tuyệt đối, hoàn toàn đồng ý về việc khai trừ ra khỏi đảng. Ngay sáng hôm sau họp Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, cả hai lúc đầu chưa nhận thức hết, nhưng cuối cùng đều nhận thức được và hứa hẹn rằng sẽ sửa chữa. Sau khi mất chức Ủy viên Trung ương, mất chức Bộ trưởng, ngay chiều hôm ấy, cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Chúng ta phòng chống tham nhũng làm rất bài bản như thế. Hiện nay đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra. Tổng Bí thư cho biết, cuối tháng này, Trung ương sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để nhìn lại giai đoạn từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị, hội nghị nhằm tổng kết kết quả, hạn chế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho giai đoạn mới. Còn về ý kiến cho rằng, kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý. Quan trọng là phải chọn đúng cán bộ thay thế, phải làm thật chính xác, chính chắn, không được vội vàng. Từ câu chuyện Việt Á, chúng ta có thể thấy những quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, dễ bị lợi dụng hay thiếu tính răn đe mà có hàng loạt cán bộ sai phạm. Vậy, đâu là biện pháp hữu hiệu nhất trong cổ máy nhà nước để phòng chống tham nhũng? Từ mấy vấn đề vừa nêu dễ dàng suy ra một vài biện pháp hữu hiệu phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống chính trị, cụ thể là chống triệt để chạy chức chạy quyền, chống triệt để lên lãnh đạo qua quan hệ họ hàng, gia tộc hậu duệ, chống lợi ích nhóm ngay trong bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý, mở rộng thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo quản lý, thường xuyên chuyển đổi vị trí công tác ở những lĩnh vực, những công việc dễ sinh ra tiêu cực, tham nhũng, tham ô. Đặc biệt quan tâm công tác bố trí, lãnh đạo, quản lý ở những lĩnh vực, những nhiệm vụ thường xuyên phát sinh tiêu cực tham nhũng. Huy động được sự vào cuộc thực sự của người dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Một trong những nguyên nhân được lý giải là do có sự bao che làm ngơ lợi ích nhóm. Việc nhận diện lợi ích nhóm, nhóm lợi ích để có những biện pháp phòng, chống đã trở nên cấp thiết và là đòi hỏi khách quan. Những con sâu đã bị lôi ra ánh sáng đến thời điểm này liên quan đến vụ Việt Á là một ví dụ điển hình. Tuy chúng chỉ là những con sâu làm sầu nồi canh nhưng cần phải bắt cho hết để cơ thể khỏe mạnh. Bản tin của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.